Do không ngăn chặn và kiên quyết xử lý triệt để nên đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn 8 bến bãi dù chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, tập kết vật liệu xây dựng trái với quy định. Trong đó, xã Phu Cường có 4 bến bãi, phường Minh Khai 2, xã Tân Hưng và Hoàng Hành, mỗi xã có 1 bến bãi. Các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm bãi sông, làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, sử dụng trái phép hành lang đê. Tháng 3 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị đối với 2 chủ bến bãi là ông Phan Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Dung, đều có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, khu phố Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, với mức phạt là 100 triệu đồng một cá nhân và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm. Tuy nhiên, phất lờ ý kiến chỉ đạo của các ngành chức năng, hiện các cá nhân này vẫn cho bến bãi hoạt động, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm chậm quá trình thoát lũ mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước. Thiết nghĩ, chính quyền và các ngành chức năng cần chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.